Ly xin trân trọng kính chào khán giả đến với Ánh Liên và Lido Sài Gòn Home Shopping trong ngày hôm nay. Lido Sài Gòn Home Shopping như quý vị cũng đã biết là có trên 100 mặt hàng khác nhau để quý vị có thể đến với Lido Sài Gòn Home Shopping để mà lựa chọn. Tất cả những mặt hàng của Lido Sài Gòn Home Shopping đều đã được tuyển lựa rất là kỹ và là những sản phẩm hiếm có trên thị trường với giá trị thật là cao để phục vụ cho tất cả các khách hàng của Lido Sài Gòn Home Shopping. Ngày hôm nay Ánh Liên trân trọng được hân hạnh chào đón chị Trinh, một trong những người nhân viên rất đắc lực với lại Lido Sài Gòn Home Shopping, sẽ cùng Ánh Liên và quý vị giới thiệu đến quý vị những cái sản phẩm đang bán rất chạy trên hệ thống của Lido Sài Gòn Home Shopping trong những ngày tháng vừa qua. Chào chị Trinh. Chào Ánh Liên. Ngọc Trinh xin kính chào quý vị. Chị Ngọc Trinh, có lẽ đây là lần đầu tiên chị xuất hiện trong cái chương trình Lido Sài Gòn Home Shopping. Những chương trình trước thì Ánh Liên đã có tiếp xúc với lại chị Bảo Thi và những cô model khác của trong chương trình Home Shopping. Nhưng mà đây là một cái chương trình rất đặc biệt và là cái chương trình đầu tiên mà Ánh Liên muốn gửi đến quý vị khán giả đang xem ở nhà và khách hàng của Lido Sài Gòn Home Shopping. Một cái tin rất là vui là ngay trong quận Cam của chúng ta, trên đường Bô Sa thì chúng ta đã có ngay một cái tiệm home shopping của mình. Ngày xưa đó, lúc trước thì Lido Sài Gòn Home Shopping chỉ có trên hệ thống của đài truyền hình mà thôi. Nhưng mà bây giờ mình đã có một cái cửa tiệm mở ra trên đường Bô Sa. Thì bây giờ chắc là chị Trinh giới thiệu cái địa điểm ở đây một chút xíu, để nếu mà khán giả nào mà họ có cái nhu cầu và thích đến được thẳng tiệm để mà xem tận mắt những cái mặt hàng thì cũng có thể đến đây, phải không chị? Dạ, kính thưa quý vị, cửa hàng Lido Sài Gòn Home Shopping nó nằm trong cái khu Lido Sài Gòn Plaza, trong cái và cái điểm nổi bật nhất của cái khu này đó là Lục Đỉnh Ký 1 đó quý vị. Quý vị hay đi ăn Lục Đỉnh Ký 1 thì quý vị sẽ biết cái khu này, và cái địa chỉ của nó là 9822 Bone Star Avenue Suite D nghe quý vị. Chị Ngọc Trinh ơi, thì anh Liên nghĩ là khi mà Ánh Liên bước vô tiệm Lido Sài Gòn Home Shopping thì tất cả những mặt hàng mà Ánh Liên đã từng giới thiệu trên hệ thống của Lido Sài Gòn Home Shopping đều có được trưng bày ở trong cửa tiệm. Và một trong những cái mặt hàng mà Ánh Liên cũng đã từng giới thiệu rất nhiều trên hệ thống của Home Shopping đó là những cái dầu gội đầu của công ty Kigo. Thì ngày hôm nay đó, Ánh Liên sẽ để cho chị Ngọc Trinh nói tường tận hơn về những cái công dụng, về những cái mặt hàng của dầu gội đầu này nha chị. Kính thưa quý vị, dầu gội đầu Kigo là một cái sản phẩm dầu gội đầu được làm hoàn toàn bằng dược thảo, mà cái nguyên liệu chính đó là nhân sâm. Nó giúp cho mềm tóc, mượt tóc và dưỡng cái da đầu, nó giúp cho tóc mọc trở lại, chống rụng tóc, cái quan trọng nhất là chống rụng tóc và giúp tóc mọc trở lại đó quý vị. Thưa quý vị cũng biết là nhân sâm là một trong bốn loại dược thảo mà rất là hiếm có, mà ngày xưa thì chỉ có vua chúa mới có đủ điều kiện để mà dùng thôi. Nhưng mà bây giờ không phải là chỉ có nhân sâm là chúng ta có thể dùng để ăn hoặc là để uống, mà còn có thể dùng để làm một cái loại dược thảo để mà nuôi tóc, dưỡng tóc của mình nữa, để dùng cho sắc đẹp. Thì anh Liên nghĩ là khi mà nhân sâm đó mà nằm ở trong những cái chai dầu gội đầu như là hiệu dầu gội đầu Kigo có bán tại Lido Sài Gòn Home Shopping, thì cái đầu tiên mà anh Liên thấy được là nó giúp cho cái chân tóc của mình được chắc hơn. Thì khi mà cái chân tóc của mình nó được chắc hơn thì cái tóc mình nó sẽ không bị rụng. Và cái điều mà mọi người khi mà dùng qua Kigo Shampoo đều phải công nhận là khi mà họ dùng một thời gian đó thì tóc sẽ không có còn bị bạc nữa giống như trước đây. Cho nên đây là một cái điều mà anh Liên rất là phải nói là rất là tự hào khi mà giới thiệu về cái nguồn sản phẩm của Kigo Shampoo trên hệ thống của Lido Sài Gòn Home Shopping. Nhưng mà cái điều mà quan trọng nhất mà ngày hôm nay anh Liên nghĩ khi mà khán giả xem chương trình là khán giả muốn biết giá cả mà thôi, phải không thưa quý vị? Thì anh Liên sẽ hỏi chị Ngọc Trinh là hiện tại cái giá bán của những cái sản phẩm về Kigo Shampoo, về những loại dầu gội đầu có sâm nhung ở trong đó thì không biết là cái giá như thế nào, và anh Liên nghĩ chắc chắn là sẽ có discount. Và trước khi mình nói cái giá, mình cũng nói thêm một công dụng của cái Kigo Shampoo này là nó trị gào nữa đó anh Liên. Có trị gào, ok. Để nói thêm cho khán giả biết, để mà những người mà có gào quá thì nên lưu tâm tới sản phẩm này một chút ha. Cái sản phẩm Kigo này hiện nay thì giá là 125 đồng một set quý vị. Nó gồm có 3 chai dầu gội mỗi chai nửa lít và một chai conditioner cũng nửa lít luôn. Ngoài ra được tặng thêm